Tối hôm qua 15 tháng 9, thành đoàn Đà Lạt đã tổ chức liên hoan Lân Sư Rồng lần thứ 3 2018. 16 câu lạc bộ Lân Sư Rồng đến từ các phường xã trong thành phố đã mang đến liên hoan những bài biểu diễn mang đậm sắc màu văn hóa. Một số đội lân có kỹ thuật múa nhạc võ cao, trình độ biểu diễn tốt, mang tính chuyên nghiệp đã tạo ra những màn trình diễn điệu nghệ, ngoạn mục, thể hiện rõ tính cách của linh vật, làm người xem thán phục. Sự kết hợp vui tươi ngộ nghĩnh giữa ông Địa và Lân hòa cùng tiếng trống thanh la rộn rã, làm cho liên hoan thực sự là dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng truyền thống, đậm bản sắc của thanh thiếu nhi. Đây là dịp phát huy truyền thống văn hóa, thể thao đặc sắc của dân tộc, tạo sân chơi lành mạnh để các bạn đoàn viên thanh niên, các câu lạc bộ Lân Sư Rồng trên địa bàn thành phố Đà Lạt được giao lưu học hỏi, tăng cường tình đoàn kết và đặc biệt là đưa những tiết mục biểu diễn đặc sắc của mỗi đơn vị phục vụ nhu cầu thưởng thức của các em thiếu nhi và người dân trong dịp Tết Trung Thu. Nhân dịp này, thành đoàn Đà Lạt cùng các nhà tài trợ đã trao 150 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.